coi chỗ quận 12 nhìn rõ nhất là chỗ quận 12 đó. Chắc của quận 12 đó. Cô ơi. Cô ơi. Thấy rõ nhất là ở chỗ quận 12 đó. Bắn từ quận 12 đó. Bên quận 12 bắn rõ nhất luôn á. Đó. Hmm.
còn Thủ Đức cũng bị luôn á. Nghe cũng quận Thủ Đức luôn á. Thấy quận Thủ Đức cũng có luôn á. Quận 9 cũng bắn luôn á. Quận 9 cũng bắn luôn á.